Nghề mộc tại Bình Định đang phát triển rầm rộ. Nhiều chủ xưởng mộc nơi đây đã vận dụng thành công công nghệ máy CNC đục khắc gỗ và công đoạn chạm khắc, giúp giảm thiểu chi phí nhân công, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm tăng cao và tăng tính cạnh tranh. Trong 3 tháng đầu năm gần đây, công ty Đông Phương đã hoàn thành đến 6 chiếc máy CNC đục gỗ về nhiều huyện trong tỉnh Bình Định. Ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những khách hàng tại Bình Định đã đầu tư máy CNC đục gỗ tại công ty Đông Phương trong 3 tháng đầu năm 2023 nhé. Đầu tiên là anh Võ Văn Quý tại Thuận Phong, Cát Lâm, Phú Cát, Bình Định. Anh lựa chọn đầu tư cấu hình máy CNC đục gỗ 13254 đầu, một spinner công suất 2,2 kW, 3 spinner công suất 1,5 kW, chiều cao vai máy 250 mm, đáp ứng nhu cầu đục khắc đa dạng các loại chi tiết đồ gỗ mỹ nghệ với độ sâu lên tới 7 cm và độ dày phôi gỗ 20 cm. Tổng trị giá hợp đồng của anh Võ Văn Quý là 161 triệu đồng. Thứ hai là anh Đặng Văn Hải tại Mỹ Phong, Phú Mỹ, Bình Định, là một xưởng mộc quy mô lớn trong khu vực. Anh Hải lựa chọn đầu tư máy CNC đục gỗ 256 đầu, cấu hình nâng cấp toàn bộ spinner lên công suất 2,2 kW và vai máy cao 350 mm, đáp ứng nhu cầu đục khắc các sản phẩm có độ dày phôi gỗ lên tới 300 mm, độ sâu tối đa 7 cm. Toàn bộ giá máy lắp đặt tại xưởng theo hợp đồng của anh Hải là 207 triệu đồng. Thứ ba là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Bằng Trang, tên người dân thường gọi là đồ gỗ mỹ nghệ Văn Bằng, tại thôn Tân Kiều, Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định, là cơ sở sản xuất đa dạng các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ và tạc tượng quy mô lớn, trang bị hàng loạt máy móc thiết bị hiện đại, sở hữu hai cỗ máy CNC đục khắc gỗ 3D và mới đây nhất, công ty đã đầu tư thêm một cỗ máy CNC đục tượng gỗ 4D cao cấp, kết hợp đục mặt phẳng tại CNC Đông Phương, với mức kinh phí đầu tư là 341 triệu đồng. Chiếc máy CNC thứ tư là cỗ máy CNC 13254 đầu theo hợp đồng của anh Nguyễn Thanh Sang tại Tây Phú, Sơn Tây, Bình Định. Anh Sang đã đầu tư một cỗ máy đầu tiên vào tháng 2 năm 2022 tại công ty Đông Phương. Thành công với công nghệ mới, quy mô sản xuất của anh lớn mạnh hơn. Anh đã an tâm tin tưởng và đầu tư chiếc máy thứ hai tại công ty Đông Phương để đáp ứng khối lượng công việc tăng cao. Cấu hình anh Sang lựa chọn đầu tư tiếp tục là cấu hình vai máy lên 350, 4 spinner công suất 1,5 kW với tổng chi phí chọn gói lắp đặt, chuyển giao công nghệ miễn phí tại xưởng là 163 triệu đồng. Chiếc máy CNC thứ 5 vẫn là cỗ máy CNC 13254 đầu nâng cấp, vai máy cao 350 của anh Nguyễn Pháp tại Hữu Phú 1, Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định với tổng kinh phí đầu tư là 163 triệu đồng. Thứ 6 là anh Thái Quốc Sơn tại Trương Định 2, Bình Hòa, Tây Sơn, Bình Định, đầu tư máy CNC đục gỗ 256 đầu nâng cấp 2 spinner công suất 2,2 kW, vai máy cao 350 mm với tổng giá máy là 198 triệu đồng. Có thể thấy, nhu cầu về các sản phẩm làm ra từ nghề mộc của người dân trên toàn quốc nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng không bao giờ có điểm dừng. Vì vậy, những người làm nghề phải kiên trì, sáng tạo những mẫu mới, vận dụng công nghệ hiện đại và sản xuất để đủ sức cạnh tranh, đưa sản phẩm truyền thống của quê hương thoát ra khỏi địa phương, đến với các tỉnh thành trong cả nước. Có như vậy, nghề mộc tại Bình Định sẽ ngày càng khởi sắc. Công ty Đông Phương cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng. Nếu quý khách hàng cũng đang quan tâm đến dòng sản phẩm máy CNC đục gỗ của công ty Đông Phương, nhưng lo lắng về mức vốn đầu tư cao, công nghệ hiện đại khó, thì hãy an tâm, tin tưởng và mạnh dạn đầu tư máy để phát triển, ổn định với nghề nhé. Khi đầu tư máy tại CNC Đông Phương, quý khách hàng được tặng kho mẫu miễn phí lên tới 5.000 file mẫu phổ biến trên thị trường. Công ty hỗ trợ scan mẫu, vẽ mẫu miễn phí trong vòng 1 năm đầu sử dụng máy.
giúp quý hàng giảm đi 50% khó khăn trong thời gian đầu tiếp cận công nghệ. Quý khách hàng tại Bình Định có thể đến trực tiếp chi nhánh của công ty Đông Phương để tham khảo về chất lượng máy và tham gia khóa học chuyển giao công nghệ hoàn toàn miễn phí. Khi giao máy, công ty sẽ cử kỹ thuật viên hướng dẫn vận hành máy thực tế tại xưởng trong vòng 3 ngày, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong suốt quá trình sử dụng máy, đảm bảo mọi khách hàng đều có khả năng làm chủ công nghệ, sử dụng máy hiệu quả. Hotline tư vấn 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng.